Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang lần đầu đỏ sắc cùng Lệ Hằng, Hoàng Thùy, ai nổi bật nhất? Dù bận rộn với lịch trình cuối năm nhưng Hoa hậu Hương Giang vẫn dành thời gian đến chúc mừng thành công của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân. Chân dài giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2018 đã chứng tỏ được bản lĩnh và tiềm năng để trở thành người đẹp giành ngôi vị cao nhất, giành quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế. Đồng nghiệp thân thiết và cũng là thí sinh cùng team Hương Giang Bùi Quỳnh Hoa cũng có mặt để chúc mừng Khánh Vân. Đây cũng là lần đầu tiên dàn Hoa hậu Á hậu được yêu thích của showbiz Việt được dịp hội ngộ. Hương Giang tự nhận mình là đã đầy đặn hơn so với thời gian liên tục nhận lời khuyên của fan nên tăng cân vì quá gầy gò. Khoảnh khắc Á hậu Lệ Hằng cùng Á hậu Kim Duyên đỏ sắc cùng Hương Giang, Hoàng Thùy, Bùi Quỳnh Hoa khiến fan thích thú. Á hậu 1, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy nổi bật với làn da nâu và trang phục nổi bật nhưng vẫn thanh lịch quý phái. Top 20 Miss Universe 2019 gây bất ngờ khi đã cắt tóc ngắn cá tính, lại xuất hiện với phần tóc dài quá lưng. Khả năng biến hóa hình ảnh và nụ cười rạng rỡ chuẩn hoa hậu của người đẹp Thanh Hóa khiến các fan không thể rời mắt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.